Tại khu vực miền Trung đã tổ chức nhiều sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản. Tuy nhiên, trong số đó tôi đặc biệt ấn tượng nhất với hai sự kiện, đó là lễ hội Nhật Bản-Việt Nam tại Đà Nẵng hồi tháng 7 và chuyến thăm Đà Nẵng, Quảng Nam của Hoàng Thái Tử, Akishino và Công Nương hồi tháng 9 vừa qua. Ngoài ra, lễ hội Nhật Bản tại Hội An và Ngày Văn hóa Việt Nam-Nhật Bản tại tỉnh Thừa Thiên Huế cũng là những sự kiện giao lưu Việt-Nhật rất sôi nổi. Những sự kiện này đã góp phần to lớn vào tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy quan hệ hai nước Việt-Nhật. Bên cạnh đó, một sự kiện đã có công rất lớn trong việc giới thiệu Đà Nẵng tới toàn nước Nhật, đó là trận tranh danh hiệu Soji, cờ tướng Nhật Bản, diễn ra tại khách sạn Mikazuki hồi tháng 6 với sự tham gia thi đấu của kỳ thủ Fujisota, nhân vật rất nổi tiếng và được yêu thích tại Nhật Bản. Sự kiện này đã giúp cho hình ảnh Đà Nẵng được giới thiệu liên tục trên toàn nước Nhật. Đây cũng là một tín hiệu rất vui đối với Tổng lãnh sự quán Nhật Bản. Để chào mừng sự kiện 50 năm quan hệ Việt Nam-Nhật Bản, thời gian qua các phóng viên của VTV8 đã tác nghiệp và liên tục có nhiều tin bài về các sự kiện văn hóa, chính trị, kinh tế Nhật Bản phát trên sóng VTV8 và VTV, đài truyền hình quốc gia. Không gian trình diễn ánh sáng nghệ thuật bên sông Hàn tại công viên bờ Tây Cầu Rồng là câu chuyện tình yêu Việt-Nhật chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản. Tôi nghĩ rằng sự kết nối giữa VTV8 và chính quyền các tỉnh miền Trung, Tổng lãnh sứ quán Nhật Bản và Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng đang diễn ra rất tốt đẹp. Bằng việc VTV8 thường xuyên đưa tin về các sự kiện giao lưu Việt-Nhật trên khu vực miền Trung và phát sóng các chương trình giới thiệu liên quan đến Nhật Bản, tôi tin rằng người dân Việt Nam đã hiểu rõ hơn và thấy quen thuộc hơn về đất nước Nhật Bản. Nếu thúc đẩy sự hiểu biết và mang lại cảm giác gần gũi với nước Nhật Bản hơn cho người dân Việt Nam, thì có thể sẽ tác động tích cực tới hoạt động kinh doanh của các công ty Nhật Bản tại Việt Nam. Vì vậy, Tổng lãnh sứ quán đang nỗ lực để có thể tăng cường độ phủ sóng của các thông tin liên quan đến Nhật Bản. Tôi rất mong mối quan hệ này sẽ tiếp tục được duy trì và tăng cường để thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giữa Nhật Bản và Việt Nam. Bắt đầu từ tháng 10 này, 10 tập phim về văn hóa con người và đất nước Nhật Bản sẽ được khai thác phát sóng trên VTV8 trong chuyên mục Muôn màu cuộc sống vào 19:30 mỗi cuối tuần thứ Bảy và Chủ nhật. VTV8 cũng sẽ cập nhật nhiều tin tức, chương trình về lao động việc làm của các doanh nghiệp Nhật Bản tại miền Trung, các chuỗi sự kiện giao lưu văn hóa Việt Nam-Nhật Bản trong các bản tin thời sự trên VTV8. Mời quý vị chú ý đón xem.